Đến trường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ 50 căn hẻm thông sát với trục đường chính Hà Giáp, cách đường chính khoảng tầm 20m thôi. Vị trí rất đẹp, đường rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường, cây xanh, điện âm. Khu nhà đồng bộ đã bán hết rồi. Khu nhà thuận tiện cho anh chị làm văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán online mỹ phẩm đều được hết nha. Đường rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường. Một khu nhà quá đẳng cấp, quá là sang trọng nha quý anh chị. Và chúng ta sẽ đến với một căn nhà thang máy ở khu nhà này nha. Đây, chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm thang máy 2023. Trệt 4 lầu, có 3 phòng ngủ, trong đó sẽ có 2 phòng master. Và khu vực sân thượng, phòng thờ, phòng giặt trên lầu 4. Căn nhà hướng đông bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Ngang 4m2, sâu vào 13m, thiết kế một trệt 4 lầu. Và đang được giao bán chỉ có 6 tỷ 300 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Vỉa hè rộng 3m, rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Khu đồng bộ cực kỳ là cao cấp nha quý vị. Ta cùng em di chuyển ra phía bên ngoài. Em một xẹt sát với trục đường chính Hà Giáp. Khu vệ ở hết rồi, xây hết rồi nha quý vị. Đường rộng 15m và khu nhà quá là đẳng cấp nha quý vị. Em một xẹt, cách đường chính có 20-30m thôi. Đường thông nhá, thuận tiện anh chị nào kinh doanh làm văn phòng được hết. Đường thông quá đẹp luôn, quá sang. Đối với một khu nhà vị trí hấp dẫn như này mà giá bán chỉ có giao là 6 tỷ 3 thôi. Có thang máy nha quý vị. Khu nhà quá là xịn sò nha mọi người. Anh chị nào muốn sở hữu em nó thì hãy gọi trực tiếp về tới nhà Đạt Bá Hưng. Đường rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường, điện âm. Đường thông từ trục đường Hà Giáp ra đường Tô Hồng Vân, hẻm một xẹt, nằm ngay ngã tư ga nha quý vị. Nằm ngay ngã tư ga luôn. Đây, chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong nha. Chúng ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cổng sắt bốn cánh, bên trong có cửa cuốn nha mọi người. Đây, thiết kế thập phong cách hiện đại, quá đẹp, quá đẳng cấp. Mặt tiền thì ốp nhựa phía dưới đáy ban công, trang trí cây xanh, đèn led và xây vuông. Khu vực dưới đây sẽ là gara ô tô, phòng khách bên trong. Ngang 4m2, sâu vào 13m. Dưới thì được ốp gạch 80, hai bên tường được ốp gạch cao lên tầm 1m2. Có tủ rượu. Căn nhà quá đẹp nha mọi người. Hướng đông bắc nha, Tây Tứ Trạch. Anh chị nào muốn sở hữu nhà thang máy mà giá rẻ chỉ có 6 tỷ 3, hãy alo trực tiếp về tới bên nhà Đạt Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp này. Phòng khách thì tặng lại sofa, có kệ, tủ, kệ tivi. Căn nhà cũng rất là đẹp, rất là sang. Có thang máy luôn, đường rộng 15m, có vỉa hè, đèn đường, điện âm. Chúng ta cùng em di chuyển lên phía bên trên nha. Thang máy 4-50kg, đi được tầm 6 người. Phía sau này hoàn công xong làm cái nhà vệ sinh ở phía sau đây nha. Đây, thang máy 4-50kg, được 6 người, thang máy nhập khẩu. Căn nhà thì rất là đẹp nha mọi người, với giá rẻ chỉ có 6 tỷ 3 thôi. Lầu 1 chúng ta sẽ được thiết kế làm không gian phòng bếp và một phòng ngủ nhỏ ở đây. Đây, có tặng lại bàn ăn, tủ bếp gỗ ăn cường, trên có đèn chùm. Căn nhà rất đẳng cấp, rất xịn sò nha quý vị. 3 phòng ngủ, trong đó có 2 phòng master và 4 nhà vệ sinh. Một phòng ngủ bé ở tầng 1. Giường nệm, tủ và kệ tivi có rồi. Ban công đúc ra ngoài 1m2, cửa nhôm Sinfa, trồng cây xanh và có lan can inox kính cường lực. Khu thì rất đẹp, rất đẳng cấp luôn. Đây, toàn bộ nhà cao tầng, nhà đẹp hết nha quý vị. Đường có vỉa hè, cây xanh, điện âm. Quá đẹp luôn rồi. Anh chị nào mua ở, mua làm văn phòng, kinh doanh được hết nha. Tiệm tóc, tiệm nail được hết luôn. Đường thông, một xẹt sát đường, đường rộng 15m. Okay. Anh chị đậu xe hơi trước cửa nhà vô tư. Phòng rộng, thoáng, mát.
Đây, căn nhà quá là ngon nha quý vị. Toilet ở đây thì có bồn cầu khối. Đây là khu vực toilet số 2. Đấy, mỗi lầu một cái nhà vệ sinh nha quý vị. Bốn cái nhà vệ sinh. Một cái thì hoàn công xong, đang làm thêm. Cầu thang đúc rộng 90 ốp đá trắng nha. Thang máy thì tiến lên trên lầu 4 được luôn. Trệt 3, trệt 4 lầu. Đây là khu vực phòng master, phòng ngủ số 2. Phòng ốp gạch 80. Giường 1m8 nệm và tủ kệ tivi, bàn trang điểm. Anh chị cô chú đang có nhu cầu sở hữu những căn nhà giá rẻ có thang máy tại quận 12, chúng ta hãy alo ngay để tem Hưng nha. Đấy, khu quá đẹp rồi, đường rộng và khu nhà vệ ở hết rồi nha mọi người. Văn phòng công ty, spa có đầy đủ hết luôn. Phòng ngủ rất rộng nha mọi người, đánh bóng bàn, chơi cầu lông trong nhà còn được. Phòng master, phòng rất rộng, rất thoáng nha. Xây có mỗi lầu mỗi phòng như này, phòng rất là to. Toilet bồn có khối, vòi inox đen, gương led, bộ lavabo rửa tay và trên thì có quạt hút nha. Tiến lên trên, chúng ta sẽ cùng bá Hưng đến với khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 nha anh chị. Lầu A chứ. Hướng Đông Bắc nha. Mọi người xem video hãy nhớ thả like ủng hộ em, thả like bấm chuông ủng hộ em nha. Đây, phòng số 3, phòng này phòng master giống như bên dưới luôn. Và toilet riêng. Tổ giường nệm có hết rồi, phòng rất rộng nha anh chị. Anh chị nào làm văn phòng thích phòng rộng, đây là căn nhà rất hợp lý nha. Đây, toilet số 3. Và tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực sân thượng. Đây có phòng thờ nhỏ nhỏ này. Nhưng mà gia đình nào muốn làm phòng thờ to, chúng ta làm ra phía ngoài này nha chị. Đây, khu này vực này là phòng thờ thoải mái luôn. Này rất là dài rộng. Làm bắn mái. Chúng ta bắn mái thái lên và làm thạch cao làm khu vực phòng thờ phía ngoài nha chị. Và sân thượng trước thì đã được trồng cây rồi. Trên có bình nước và máy nước nóng đầy đủ. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.